Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày, đừng rời mắt khỏi màn hình. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Thêm vaccine cho công tác cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, quy định 114 QĐ-TW ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ giống như một liều vaccine mới cho khâu then chốt của then chốt trong xây dựng Đảng. Cùng với mở rộng phạm vi điều chỉnh, giải thích làm rõ hơn các hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định 114 QĐ-TW tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm soát việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ. Đặc biệt, quy định 114 QĐ-TW quy định không bố trí người có quan hệ gia đình, đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan gồm thành viên trong cùng Ban Thường vụ cấp ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy Đảng hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan, nội vụ, thanh tra, tài chính ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát ở trung ương hoặc cùng cấp ở một địa phương. Thực tế cho thấy tình trạng cả họ làm quan gây ra nhiều hệ lụy, đó là sự không rạch ròi giữa việc công việc tư, cái cắm lợi ích cá nhân, gia đình dòng họ trong công việc, dễ dẫn đến kéo bè kết phái, gây mất đoàn kết nội bộ, triệt tiêu động lực, cơ hội phấn đấu của những người thực sự có năng lực, uy tín. Cùng với quan hệ gia đình họ hàng thì tư tưởng cục bộ, phe cánh lợi ích nhóm, cá nhân chủ nghĩa sẽ gây ra nhiều hậu quả, phương hại cho công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu không có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ là rào cản, kéo lùi phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ở Hải Dương đã từng có địa phương có thời điểm gây dư luận không tốt khi có nhiều người trong họ hàng giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý quan trọng. Ở một số nơi có những thời điểm chính vì sự hẹp hòi bản thân, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể đã dẫn đến mất đoàn kết, thiếu thống nhất, ảnh hưởng xấu công việc chung. Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 đã thẳng thắn đánh giá một số địa phương đơn vị chưa gắn điều động, luân chuyển với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Có trường hợp bố trí cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Báo cáo cũng xác định, từ nay đến cuối nhiệm kỳ phải nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, kiên quyết bố trí sắp xếp đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm nay, sự phát triển của Hải Dương chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh vẫn là một hạn chế kéo dài. Và một nguyên nhân chủ quan của hạn chế trên được xác định là do vai trò, trách nhiệm, trình độ, năng lực của một số cán bộ từ tỉnh đến cơ sở chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Hải Dương đang có một số thay đổi về cán bộ, đồng thời tập trung triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý. Những công việc trên rất hệ trọng, là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển của tỉnh hiện nay và tương lai. Quy định 114 QĐ-TW ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ chính là vaccine mới để phòng ngừa những căn bệnh có thể gây hại đến công việc rất quan trọng trên. Nhân dân kỳ vọng Hải Dương sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu đủ đức, đủ tài để lãnh đạo tỉnh phát triển nhanh hơn nữa. Cựu giám đốc CDC Đà Nẵng lĩnh 11 năm tù. Quý vị thân mến, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thạnh, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đà Nẵng 11 năm tù về tội tham ô tài sản. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng bị tuyên phạt 10 năm tù và Lê Thị Kim Chi, cựu nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng 5 năm tù cùng về tội tham ô tài sản. Theo cáo buộc, tổng giá trị tài sản các bị cáo đã chiếm đoạt là hơn 5,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi gần 7.600 kit xét nghiệm với giá trị hơn 700 triệu đồng. Trừ đi phần này, ba bị cáo chịu trách nhiệm hình sự với số tiền chiếm đoạt là hơn 4,5 tỷ đồng. Đến trước ngày xét xử, các bị cáo đã khắc phục vượt qua số tiền đã gây thiệt hại cho CDC Đà Nẵng. Cụ thể, bị cáo Thạnh đã nộp hơn 4,5 tỷ đồng, bà Nhàn nộp hơn 600 triệu đồng, bị cáo Chi nộp hơn 350 triệu đồng. Trước đó, trong phần xét xử, khi được hỏi ý kiến, bị hại là đại diện CDC Đà Nẵng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ tối đa trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng cáo buộc các bị cáo phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần và lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Tuy nhiên sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân đã rút cáo buộc phạm tội có tổ chức.
Nói lời sau cùng, bị cáo Tôn Thất Thạnh gửi lời xin lỗi sâu sắc đến cán bộ viên chức CDC, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vì đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngành. Bên cạnh đó, bị cáo Thạnh mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ với bị cáo và bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn và Kim Chi vì đó là những cán bộ thực sự có năng lực, thực sự là người tốt. Bị cáo Nhàn và Chi cũng đã nhận thức được việc làm của mình là phạm pháp và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Theo cáo trạng, trong các năm 2020 và 2021, CDC Đà Nẵng ký kết 16 hợp đồng mua sắm với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, tổng cộng 81.350 kit tách chiết thủ công và 410.000 kit tách chiết tự động. Ngoài việc ký kết hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á, Trung tâm CDC Đà Nẵng còn nhận được tài trợ của các đơn vị khác. Quá trình pha chế sử dụng các loại hóa chất sinh phẩm xét nghiệm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn phát hiện có dư ra một số lượng nhất định nên xin ông Thạnh không báo cáo số lượng dồi dư trên hệ thống sổ sách mà bán cho Việt Á để lấy tiền sử dụng cá nhân và được ông Thạnh thống nhất. Lúa sạch, khó đầu ra. Thưa quý vị và các bạn, 2 năm gần đây tại nhiều địa phương phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên, nông dân tự phát phát triển phong trào canh tác nông sản hữu cơ. Tuy vậy, cản ngại lớn nhất họ đối diện là hàng ngàn tấn lúa sạch đang gặp khó đầu ra. Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình là một điển hình. Từ vài sào ban đầu trong vụ chiêm năm 2020, đến nay huyện đã mở rộng diện tích lúa sạch đến 100 ha và dự kiến năm 2024, toàn bộ 633 ha đất lúa của Yên Khánh sẽ canh tác theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, ông Nguyễn Phước Minh, chủ tịch xã Duy Sơn, tỏ ra hồ hởi khi liên tiếp hai vụ đông xuân hè thu, một nông dân trên địa bàn đã canh tác thành công hơn 10.000 m2 lúa hữu cơ, đạt năng suất cao từ kinh nghiệm của Ninh Bình. Dự kiến chính quyền xã Duy Sơn sẽ đỡ đầu cho nông dân mở rộng diện tích lúa hữu cơ gấp 3 đến 4 lần hiện có trên cánh đồng cả khoảng 80 ha trong vụ đông xuân tới đây. Ông Đinh Văn Vọng, kỹ sư nông nghiệp, nguyên phó chủ tịch phụ trách kinh tế huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, sau khi hoàn dân là người tiên phong đưa phương pháp gieo trồng, chăm sóc cây lúa không phân, không thuốc trừ sâu hóa học vào cánh đồng Yên Khánh. Đồng thời, ông lai tạo được giống lúa mới lấy tên Thiên Hương IK3, đạt năng suất 7 tấn trên 1 ha. Từ giống lúa tiến vua cổ xưa cách đây hàng trăm năm, ông Phạm Ngọc Hải, bí thư thường trực huyện ủy Yên Khánh Ninh Bình cho biết, chính quyền huyện Yên Khánh đã thuê trung tâm khảo cứu giống quốc gia khảo nghiệm để đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận giống Thiên Hương IK3 là giống lúa quốc gia. Việc canh tác cây lúa hữu cơ từ điểm sáng Ninh Bình đang phát triển khá mạnh ở nhiều tỉnh thành, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Gia Lai và Quảng Nam, mang lại kết quả tốt, làm bà con nông dân nức lòng và mong muốn mở rộng diện tích theo phương pháp canh tác mới này ngày càng nhiều, càng tốt. Tuy vậy, lúa hữu cơ là phát triển tự phát từ người nông dân nên sản phẩm đang gặp khó đầu ra. Ông Đinh Văn Vọng cho biết, hiện mỗi vụ trên địa bàn sản xuất xấp xỉ 1.000 tấn lúa khô nhưng chưa có công ty kinh doanh nào hỗ trợ tiêu thụ tương ứng. Vì vậy, bà con nông dân đang rất lo vì sản phẩm làm ra vụ này gối vụ kia dễ dẫn tới tình trạng khủng hoảng thừa. Trong một tâm trạng, ông Nguyễn Phước Minh, chủ tịch xã Duy Sơn cho rằng, nếu sản phẩm nông nghiệp sạch không tiếp cận được thị trường qua doanh nghiệp thì khó kích thích được nông dân đầu tư mở rộng diện tích. Trong hội nghị 4 nhà nước, nhà nông, nhà chuyên môn và nhà doanh nghiệp năm 2021, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đặt yêu cầu thực hiện chương trình phát triển nghiên cứu sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030, phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, phục vụ cơ cấu lại ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030. Nay, người nông dân các tỉnh cùng sự trợ giúp của chính quyền cơ sở đã và đang tự phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch thì rất mong trăn trở của lãnh đạo ngành nông nghiệp nước nhà từ chủ trương thành hiện thực trên hàng ngàn tấn sản phẩm nông nghiệp sạch ở nhiều địa phương đang tồn ứ trông chờ đầu ra.